Thưa quý vị và các bạn, Louis Padden gây chú ý khi xuất hiện ngoài đường với đôi tai nhọn hoắt, mắt to và mái tóc bạch kim. Chàng trai 29 tuổi người Argentina này đã không ngại đau đớn và bỏ ra cả núi tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, thực hiện ước mơ giống người ngoài hành tinh. Louis Padden luôn muốn mình giống với Pleiadian, sinh vật được cho là lai giữa yêu tinh và người ngoài hành tinh. Anh đã trải qua 32 ca phẫu thuật thẩm mỹ với số tiền chi ra khoảng 75.000 bảng Anh, tương đương với hơn 2,3 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, Louis Padden đã phẫu thuật thay đổi màu mắt tới 6 lần, nâng mặt, nâng cổ, sửa mũi và tạo hình tai cho giống yêu tinh. Lần gần nhất, chàng trai 29 tuổi người Argentina đã sang Hàn Quốc để phẫu thuật hàm cho giống nhân vật trong anime. Theo chia sẻ của Louis, anh say mê thế giới tưởng tượng với yêu tinh, thiên thần sống ở đó để vượt qua thời thơ ấu khó khăn. Louis bắt đầu quá trình biến đổi bản thân bằng việc nhuộm tóc với màu sắc loè loẹt, đeo kính áp tròng, rồi trang điểm. Và lần đầu Louis phẫu thuật thẩm mỹ là sửa mũi, đúng vào ngày sinh nhật, và kể từ đó anh liên tục biến đổi khuôn mặt trong suốt 5 năm qua.